Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm là bánh rút lá dứa ha. Thì nguyên liệu mình gồm có thì mình cũng có là bột gạo nè và bột năng với lại đường thốt nốt, lá dứa với lại nửa ký nước cốt dừa với lại một ít vôi ăn trầu đó các bạn. Thì mình sẽ mua như là mình ra chỗ mà người ta bán trầu cao á, thì mình sẽ mua một bịch vôi về thì mình sẽ ngâm, thì mình sẽ lường ra là một muỗng cà phê thôi, mình không có sử dụng vôi nhiều nha các bạn. Nếu mà vôi nhiều quá thì mình ăn có cái vị bánh nó hẳn hẳn, nó nghe cái mùi dâu ăn trầu ấy thì nó sẽ khó ăn lắm ha. Thì mình cũng có chuẩn bị là 1,5 lít nước. Đây là nước thì nước lọc đó các bạn. Thì trước tiên là mình sẽ ngâm cái phần dôi này nè, để cho mình lắng cái phần nước trong. Mình lấy nước trong, còn cái phần nước đục thì mình sẽ bỏ ha. Giờ là mình sẽ ngâm cái phần dôi này trước. Thì mình sẽ chờ cho cái phần nước dôi này nó lắng xuống thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn cùng xem nha. Nước dôi bây giờ là mình cũng đã lắng rồi nè các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ lấy cái phần nước trong nha. Còn cái nước đục thì một hồi là mình sẽ bỏ nha. Mình cũng chút nhẹ nhẹ thôi, tránh nhiều khi cái phần nước dôi ở dưới nó lên đó các bạn, nước đục nó lên đó. Đó, thì bây giờ là mình sẽ lấy nước trong thôi ha, và mình sẽ bỏ cái phần nước đục này. Thì mình cũng sử dụng cái nước dôi ăn trầu nè, mình đặng mình xay cái lá dứa nha. Mình sẽ cho vào đây một ít thôi. Một hồi lấy nước dôi này là mình pha bột. Mình để lá dứa vào mình xay hết luôn. Mình xay từ từ nha, tại cái máy mình nó hơi nhỏ đó. Bây giờ là mình sẽ xay thôi. Lá dứa thì mình đã xay nó nhuyễn rồi nè các bạn. Thì mình sẽ cho vào một cái khay ha, đặng mình sẽ luộc. Mình lấy cái phần nước cốt của lá dứa nè. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu pha bột ha. Thì mình sẽ lường bằng cái muỗng với cơm nè các bạn. Thì mình sẽ cho là 3 muỗng dung bột gạo luôn. Đây là 3 muỗng dung ha. Thì mình sử dụng bột năng cũng ít thôi chứ không có nhiều nha. Mình sử dụng là một, giống như là một cái muỗng mà nó lưng lưng đó các bạn. Đây, bột năng thì mình sử dụng một ít như vậy. Thì mình sẽ trộn bột lên. Rồi mình sẽ cho cái bột, cho cái nước dôi ăn trầu á, mình sẽ cho vào nha. Như cái nước dôi ăn trầu này nè các bạn, nó mình pha như vậy thì giúp cái phần bánh của mình nó sẽ có cái độ dai, độ giòn, nó ngon hơn. Còn nếu mà các bạn không có mà cái nước dôi ăn trầu này thì mình sử dụng bằng nước lọc cũng vẫn được ha. Rồi bây giờ là mình sẽ pha cái phần nước vào trong bột ha. Rồi mình sẽ cho hết cái phần nước dâu này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ để riêng vào một bên. Rồi mình sẽ khuấy cái phần bột này cho nó đều lên. Một hồi là mình sẽ chiết ra là mình sẽ làm thành hai màu. Mình giống như là mình làm bánh đúc mà dạng như nó có gừng gừng trắng trắng á các bạn. Rồi giờ mình sẽ quậy cho bột cho nó đều ra ha. Bột quá là mình cũng đã pha xong rồi nè các bạn. Mình đã pha xong bột rồi ha. Thì giờ là mình sẽ chiết ra. Mình chiết ra một cái màu trắng nè. Mình sẽ dùng cái ca mình múc mình để qua một cái thau nhỏ. Thường thường là cái màu trắng là mình chỉ sử dụng ít thôi các bạn. Mình làm cái phần bột ít thôi chứ không có làm nhiều nha. Rồi. Bây giờ là mình sẽ cho hết cái nước lá dứa nè vào trong cái thau bột của mình luôn. Khi mà mình khuấy bột như vậy nè các bạn, mình lấy nước cốt lá dứa như vậy nè, nó lên cái màu rất là đẹp ha. Và bây giờ là mình sẽ tiến hành xuống dưới nhà sau, mình sẽ khuấy cái phần bột luôn. Bột là mình cũng pha xong rồi nè các bạn. Thì mình sẽ cho vào trong một cái chảo ha. Rồi bây giờ là mình sẽ bắt cái bếp lên luôn. Rồi bây giờ là mình bật bếp lên rồi ha. Thì mình sẽ khuấy cái phần bột này bằng đầu, thì mình để cái mật lửa cho nó lớn đại nha. Và tí xíu nữa mà cái chảo nó nóng rồi thì mình sẽ giảm cái mật lửa cho nó nhỏ lại. Nhưng mà mình đứng là mình cũng phải khuấy như vậy nha các bạn, mình đừng có bỏ đi đâu nha.
nhiều khi mình bỏ mình đi đâu á, thì nhiều khi cái phần bột á, nó sẽ lắng ở dưới đáy chảo thì nó sẽ khét, nó sẽ không có được ngon nha. Mình phải đứng mình khuấy suốt như vậy luôn, mình khuấy khi nào mà bột nó chín rồi á thì mới được các bạn, chứ mình không có thể nào mình đang khuấy như vậy mình bỏ mình làm công chuyện khác được ha. Đó, bây giờ là mình đang khuấy như vậy, mình khuấy, mình nhớ là mình khuấy cho đều, khuấy một cái vòng tròn như vậy, xong mình từ từ vào trong một cái phỉnh chính giữa, giữa chảo như vậy nè các bạn. Như vậy bột mình nó sẽ đều hơn. Bột á thì mình khuấy á, mình làm cho nó đặc đại đi. Ví dụ nếu mà bột nó đặc thì mình có thể là mình cho thêm nước. Còn nếu mà cái phần bột mà nó lỏng rồi á thì mình không thể nào mà mình cho thêm bột được ha, thì cái bánh cái bột của mình nó sẽ không có được ngon. Nó không có được dai, không có được dẻo, không có được giòn á các bạn. Thì bây giờ là mình cứ việc mình đứng mình khuấy cho nó thiệt là đều luôn ha. Bây giờ cái chảo của mình bây giờ đã nóng nè, các bạn thấy là cái phần bột nè nó đã có dính cục ha, thì mình sẽ giảm cái mật lửa cho nó nhỏ lại nha. Giảm cho cái lửa nhỏ nhỏ thôi, mình khuấy khi mà cái phần bột mình thấy nó trong là bột mình nó đã chín đó các bạn. Các bạn thấy nè, khi mà nó nóng cái chảo lên rồi thì cái phần bột của mình nó rất là lẹ, nó lẹ đặc dữ lắm luôn. Nhưng mà mình khuấy mình coi cái phần bột của mình nó lỏng nó đặc như thế nào ha. Đó, bây giờ là mình cứ việc mình đứng mình khuấy suốt thôi. Các bạn thấy là cái bột nó mau đặc dữ lắm luôn á. Cái bột á bây giờ là các bạn thấy nè, bột của mình như vậy là được rồi nè. Đó, các bạn thấy là khi mà cái phần bột mà mình kéo lên như vậy nè, như vậy, nó cũng không nhão mà cũng không đặc đó các bạn. Bột mình như vậy nó mới đạt ha. Và bây giờ cái bột của mình xong rồi đó, thì mình sẽ làm tiếp cái bột màu trắng nha. Mình sẽ để tắt bếp cái chảo bên đây, mình sẽ làm một cái chảo khác. Mình cũng làm tiếp cái màu trắng cũng giống y chang như vậy ha. Mình cũng cho bột màu trắng vào trong một cái chảo khác. Rồi mình sẽ bật bếp lên, thì mình cũng dùng mấy chiếc đũa nè. Mình khuấy cho cái bột màu trắng nó sánh giống như là cái bột màu xanh vậy đó các bạn. Đó, mình đứng mình quậy suốt ha. Giờ cái bột màu trắng của mình á bây giờ cũng đã chín nè các bạn. Đó, cái bột mình bây giờ mình thấy nó cũng sệt như cái bột màu xanh vậy đó. Bây giờ mình sẽ tắt bếp luôn ha, rồi mình sẽ cho qua bên cái bột màu xanh nè. Rồi, bây giờ là mình sẽ cho cái phần bột màu trắng nè cho vào cái màu xanh. Rồi mình sẽ dùng đôi đũa nè với lại cái giá mà hồi nãy mình trộn cái bột màu xanh đó, thì mình sẽ trộn đều lên. Mình trộn cái màu trắng với màu xanh như vậy để giúp cho cái phần bánh của mình á nó sẽ có cái gân gân nó đẹp. Đó, mình cứ gì mình trộn thôi. Mình trộn xong rồi một hồi là mình sẽ cho vào khuôn thôi các bạn. Mình cũng chuẩn bị một cái sửng nè, thì mình sẽ cho dầu ăn vào. Và sau đó thì mình sẽ dùng một cái cọ ha, thì mình sẽ quét dầu ăn cho nó lên cái thanh sửng như vậy, hẳn giúp một hồi bánh mình nó khi mà nó nguội á thì mình lấy bánh ra cho nó dễ các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ cho bánh vào. Mình sẽ cho bánh vào, cho bột vào trong một cái sửng hết ha. Rồi sau đó thì mình sẽ én cái phần bột cho nó chặt xuống. Là mình sẽ vét cái phần giá xuống nè, rồi mình sẽ ém cho cái phần bột mình nó chặt lại ha.
Thì cái bánh á, khi mà mình ém cho nó chặt rồi nè các bạn, thì mình đợi một tí xíu rồi đặng cho bánh của mình á, nó sẽ nguội và nó sẽ dính lại với các bạn, thì mình sẽ lấy ra cho các bạn cùng xem nha. Thì mình sẽ cho nước vào trong một cái nồi ha, thì mình sẽ để đường nè, mình để vào mình nấu cho đường nó tan ra. Cái bếp bên đây thì mình sẽ nấu cái nước cốt nha. Mình sẽ cho nước cốt hết vào trong một cái nồi nè. Rồi mình sẽ để một tí xíu muối vào để giúp cho cái phần nước cốt mình nó có vị đậm đà hơn. Với lại đường, đường thì mình sử dụng là một muỗng canh đường thôi, tại vì mình ăn có nước đường nữa, cho nên là mình sẽ không có để nhiều nha. Rồi mình sẽ cho cái lá dứa vào trong một cái nồi, thì mình sẽ bột tiếp lên, mình sẽ giảm cái phần lửa cho nó nhỏ thì và nhỏ luôn. Mình cũng chuẩn bị một ít bột năng nè, thì mình sẽ cho nước vào cái bột năng này. Và một hồi là mình sẽ giúp cho cái phần nước cốt mình nó có cái độ sánh đó các bạn. Khi mà nước cốt mình nó sôi á, thì mình mới cho cái phần bột năng này vào nha. Rồi nước cốt của mình nó cũng tăng nó sôi sôi nhẹ nhẹ rồi các bạn, thì mình sẽ cho bột ha, mình cho vào mình cũng khuấy luôn, mình vừa cho mình vừa khuấy như vậy đặng trắng, nhiều khi cái nước cái bột của mình nó sẽ bị dính cục ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy khi nào cái phần nước cốt của mình nó có cái độ sánh nữa là được rồi ha. Bánh á là mình cũng đã chuẩn bị xong hết nè, bây giờ cái ổ bánh của mình nó đã nguội ha các bạn, thì bây giờ là mình sẽ lấy cái phần bánh ra nha. Đây, rồi bây giờ là mình sẽ cắt cái phần bánh này thôi các bạn. Bánh hồi nãy là mình để bánh vào trong cái khuôn á, nó còn nóng á, cho nên nó là nó không có cái vị mà nó đó, các bạn thấy nè, cái bánh của mình bây giờ nó rất là dai nè. Rồi bây giờ đó là mình sẽ cắt ra một cái dĩa luôn. Bây giờ là mình sẽ cắt ra cho nó miếng nó cũng lớn lớn như vậy. Các bạn thấy nè, cái bánh của mình nó văng văng, trắng trắng xanh xanh, nhìn nó cũng rất là đẹp mắt ha. Nè, rồi bây giờ là mình sẽ cắt thêm. Đây nè các bạn, ổ bánh của mình nè, nhìn nó rất là đẹp. Rồi bây giờ là mình sẽ cắt trước như đây nha. Mình sẽ múc một ít nước cốt ha, mình sẽ để vào trong một cái dĩa bánh của mình. Nước cốt mình nấu nó hơi đặc nè các bạn. Rồi mình sẽ cho thêm một ít nước đường. Rồi mình sẽ cho thêm một ít mè trắng. Mè là mình cũng đã rang sẵn rồi. Rồi cái dĩa bánh của mình đã xong rồi đó. Rồi bánh á, mình cũng đã cắt ra hết rồi ha. Thì mình cũng mời cả nhà dùng thử chung với mình nha. Đây là các bạn, đây cái dĩa bánh đúc của mình nè. Đó, cái phần bánh á, thì nó văng văng xanh xanh trắng trắng, nhìn nó rất là ngon. Bây giờ là mình sẽ dùng thử thôi. Cái bánh của mình á, nhìn nó rất là hấp dẫn. Cái bánh á, mình ăn vào á thì mình thấy nó mềm mềm, chứ nó không có dai các bạn. Kiểu như là nó không có độ dai, độ giòn. Nó chỉ giống như là mình ăn vô thì mình thấy là cái bánh á, thì ở ngoài mình nhìn thấy là nó có cái độ dai, nhưng mà mình ăn vô thì cái bánh nó rất là mềm các bạn. Tại vì ở ngoài người ta bán á, thì nó sẽ có cái độ giòn, nó độ cứng hơn. Nhiều khi mình ăn là mình cảm thấy nó sực sực, nhưng mà ở nhà mình làm thì mình ăn là cái bánh của mình là nó không có được dai, được giòn như ở ngoài của người ta bán ha. Nhưng mà mình ăn nó cũng rất là ngon, nó thơm mùi nước đường thốt nốt nè, cộng thêm cái nước cốt nó béo béo nữa, cộng thêm có cái mè trắng nó rất là thơm các bạn.
Như cái món này là hôm nay là mình rất là muốn ăn lắm luôn. Là các bạn thấy là cái phần nước đường nè. Đó, khi mà mình ăn cái bánh á là mình phải múc vừa có nước đường, nước cốt với mè, như vậy ăn bánh nó sẽ ngon hơn ha. Thì các bạn á cũng làm ăn thử đi. Cái cách mình làm á là mình khuấy ở trên cái chảo cái như vậy á thì mình làm nó rất là lẹ chứ nó không có lâu các bạn. Còn nếu mà mình hấp á thì nó sẽ lâu hơn. Nhưng mà khi mà mình hấp á là mình cũng khuấy cái phần bột đó giống như là mình cho nó nửa sống nửa chín á, rồi mình mới trộn cái bột rồi mình mới hấp được. Còn cái này á là mình khuấy nó chín luôn, nó chín hẳn luôn, mình không có cần hấp lại như vậy nữa, thì mình làm ra một cái dĩa bánh như vậy nó rất là ngon và nó cũng rất là lẹ nữa. Thì các bạn cũng làm ăn thử đi ha. Thì video của mình là sẽ kết thúc tại đây. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích thì like và chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào cả nhà.